chúng tôi cũng rất là vui mừng và vinh dự được Hội Lữ Hành Thành phố Đà Nẵng chọn là cái địa điểm mà chúng ta tổ chức gặp mặt đầu năm. Thay mặt lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Nam, xin cảm ơn những cái đồng hành, những cái phối hợp mà các cái thành viên của Hội Lữ Hành Thành phố Đà Nẵng đã trong thời gian qua cũng đã đồng hành hỗ trợ cho cái phát triển du lịch của Quảng Nam, và mong cái buổi gặp mặt hôm nay chúc cho mọi người vui tươi, và trong thời gian đấy cũng rất là mong sự đồng hành tiếp tục của các anh chị em Hội Lữ Hành Đà Nẵng cho cái phát triển du lịch của Quảng Nam.